Chuyển sang những ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Xuyên Mộc. Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Xuân Mộc cho biết, tình hình dịch trên địa bàn huyện vẫn đang diễn biến phức tạp. Các chùm ca bệnh chưa xác định được nguồn lây, tạo thành nhiều chuỗi lây nhiễm cộng đồng khó kiểm soát. Hiện tại, 27 nhân viên y tế xã Bảo Lâm, huyện Xuân Mộc phải cách ly vì liên quan đến ca mắc Covid-19 đã làm cho nhân lực ngành y tế huyện Xuân Mộc thiếu trầm trọng, ảnh hưởng đến công tác truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, rà soát ca nhiễm trên địa bàn. Huyện Xuyên Mộc đang gấp rút đưa vào 2 cơ sở cách ly tập trung với khoảng 600 giường nhằm chuẩn bị cho việc tiếp nhận trường hợp cách ly tập trung tăng cao trong thời gian tới. Tại cuộc họp, Sở Y tế cho biết sẽ huy động 56 bác sĩ, nhân viên y tế có kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm, công tác tại ngành y tế huyện Châu Đức và thành phố Vũng Tàu lên hỗ trợ Xuyên Mộc. Dự kiến đến hết ngày 20 tháng 7, huyện Xuyên Mộc sẽ hoàn thành lấy 15.780 mẫu xét nghiệm trong toàn huyện. Trong đó, ưu tiên xét nghiệm cho nhóm các xã có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Thường trực huyện ủy Xuyên Mộc vừa họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện và các xã, thị trấn đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh sau khi thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn huyện. Báo cáo tại cuộc họp, ngành y tế huyện Xuyên Mộc cho biết, tính đến sáng nay 20 tháng 7, địa bàn huyện Xuyên Mộc ghi nhận 85 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, xã Bảo Lâm ghi nhận 50 ca, Hòa Hưng 16 ca, Bình Châu 4 ca, Xuyên Mộc 3 ca, Phước Thuận 6 ca, Phước Tân 5 ca và xã Tân Lâm 1 ca. Qua truy vết có 890 ca F1, 3.522 ca F2. Theo nhận định của ngành y tế, huyện Xuyên Mộc đang ở mức độ nguy cơ rất cao với 7 trên 13 xã có ca bệnh, tăng 1 xã so với hôm qua. Đặc biệt, huyện Xuyên Mộc phát hiện nhiều ca mắc mới ở các chuỗi lây nhiễm khác nhau nhưng chưa xác định được nguồn lây nhiễm, trong đó có tiểu thương chợ Bảo Lâm và chợ Hòa Hưng, nên dự báo khả năng sẽ còn có các ca dương tính trong những ngày tới. Lãnh đạo các cơ quan, các xã, thị trấn cho biết, trong ngày đầu giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, người dân chấp hành nghiêm chỉ thị. Lực lượng chức năng đã phát hiện 11 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ra ngoài đường không cần thiết, nhắc nhở trên 60 trường hợp khác. Huyện duy trì 6 chốt đặt tại cửa ngõ ra vào huyện. Các địa điểm khu vực xét nghiệm diễn ra an toàn, đảm bảo yêu cầu phòng dịch.